Một ngày mới của gia đình Mia Castro TV. Vẫn như mọi ngày thôi, ông Cảnh Contini lại bắt đầu bắt nạt anh Tôm Công Tử, rồi lại quay lại bắt nạt bà. Anh Tôm kiểu, chẳng qua anh lớn anh nhường thôi. Niềm đam mê bất tận của Tini vẫn là cắn ngón tay của bà, lại tiếp tục cắn. Chán chê, ông tướng leo luôn lên ghế sofa chơi trò trốn tìm. Con gấu bông ba tặng mẹ bây giờ cũng là chỗ trốn của Tini. Lại đây, mà vuốt về cái nào. Như thế có phải ngoan hơn không? Đây là cách mà Tini đánh dấu quyền sở hữu ông già đối với cả anh Tôm Công Tử. Anh Tôm thông cảm nhé, ra riêng một thời gian, giờ ba là của em. Anh Tôm bất lực, kiểu, dành con, đợi đấy.